công nghiệm xin chào anh chị và các bạn đang theo dõi bản tin chứng khoán ngày 20 tháng 2 năm 2024 phiên giao dịch ngày hôm nay thì thị trường tăng điểm nhưng mà có rất nhiều cổ phiếu gặp rung lắc giảm điểm và có thể là vẫn tiếp tục gặp rung lắc ở trong cái khoảng thời gian tới khi mà với trạng thái giá hiện tại của viên trong ngắn hạn thì nó vẫn đang có chiều hướng là thể hiện trạng thái mất cân bằng và có thể khiến cho viên dung lắc giảm về quanh những cái vùng mươi 197 điểm và bên trên hơn thì VinDex lại đang gặp một cái vùng cản đó là cái vùng nhà đầu tư uh, giai đoạn trước có đu đỉnh uh, quanh những cái vùng 1235, hiện tại thị trường đang ở quanh những cái vùng 1230 rồi. thì nên là thị trường ở trong thời điểm này cũng sẽ tiếp tục gặp rung lắc ở trong ngắn hạn và có thể mất thêm khoảng đầu đấy 1 đến 2 tuần mới có thể vượt qua được và trong một hai tuần rung lắc này thì nó chính là những cái thời điểm để cho những anh chị nào mà chúng ta uh, chưa tham gia thị trường hoặc là chúng ta uh, đã lỡ bán cổ phiếu rồi thì sẽ có một số những cái cơ hội với những cái cổ phiếu mà nó rung lắc về những cái vùng giá mua để anh chị chúng ta có thể tham gia về điểm mua thế còn những anh chị mà đã mua rồi thì thời điểm này thì chúng ta cần phải vượt qua rung lắc ngắn hạn để chờ uh, một hai tuần sau đó thị trường uh, có chiều hướng là hấp thu hết những cái lượng cung hàng của những nhà đầu tư mà đã kẹt ở giai đoạn trước, Khi đó thì uh, vượt qua hấp thụ xong rồi, thị trường vượt qua là sẽ có những cái chiều hướng tiếp diễn cái sóng tăng về trung hạn lên những cái vùng giá cao hơn, nhất là quanh những cái vùng ở đây là 1320 hoặc là những cái vùng giá 1475 điểm ở trong uh, giai đoạn tới. Thì trong thời điểm này hôm nay của thị trường thì có xảy ra À, cái quá trình mà lắc giảm điểm thì à, thị trường ở đây là à, vẫn là có những cái chiều hướng là duy trì được cái tăng khi mà hỗ trợ chủ yếu là những cái cổ phiếu trụ như là Vietcombank rồi VIC, GVG, VGE, rồi Vinhome, Sabeco, DGC, HDBank, LGC và SIP. À, trong khi đó ở chiều giảm thì cũng có một số những cái cổ phiếu trụ nhưng mà nó ảnh hưởng về mặt điểm số không nhiều. Thì có GAT này, VBBank, CTG, FPT, Vinamilk, ACB, rồi SHB, MV Bank, BCM và Vietjet. À, thị trường ở đây thì công điện thấy là có 245 mã tăng, trong khi đó để 231 mã giảm và 95 mã tham chiếu. Thanh khoản giao dịch ngày hôm nay với sàn OC được 21.120 tỷ. Thế còn về khối ngoại, buổi sáng thì họ bán dòng khoảng 200 tỷ, như đến kết phiên buổi chiều thì họ mua ngược trở lại khoảng 123 tỷ với sàn HOSE với sàn HLX thì tăng 0,13 điểm tăng 0,06% thanh khoản giao dịch là 1,79 nghìn tỷ với ngoại mua dòng hơn 6 tỷ với sàn HLX sàn Upcom tăng 0,08 điểm tăng 0,09% thanh khoản giao dịch là 866 tỷ với ngoại thì mua dòng gần 30 tỷ với sàn Upcom thanh khoản giao dịch ngày hôm nay thì có thấp hơn so với cả ngày hôm qua à, tuy nhiên thì ở đây là À, những cái cổ phiếu có rung lắc điều chỉnh thì nó ảnh hưởng về cái mặt điểm số không được nhiều thế nên là thị trường ở đây là những cái cổ phiếu ở trong nhóm trụ vẫn hỗ trợ về mặt điểm số và thanh khoản giao dịch cũng khá là nhỏ nhưng mà vẫn à, tăng điểm mà khá là mạnh hôm qua tăng 15 điểm thì hôm nay tăng tiếp khoảng 5 điểm thị trường ở đây thì nó cũng đang thể hiện một trạng thái à, với cái vùng giá của VNX nó đang à, hơi xa những cái đường MA10, MA20 và MA50 nên là trong cái thời điểm này thì nó cũng dễ xảy ra cái quá trình rung lắc giảm điểm và có thể là à, nếu mà trường hợp mà không xảy ra rung lắc giảm điểm thì nó phải xoay quay đi ngang để chờ đợi những cái đường trung bình này nó tiến lên vì bản chất à, về cái quá trình mà có lợi nhuận ở trong ngắn hạn này mà những nhà đầu tư lớn họ cũng không mà bán chốt lời thì có thể là cũng không khiến cho thị trường gọi là bị rung lắc giảm nhiều về khối ngoại ở đây thì ở trong cái phiên giao dịch ngày hôm qua và hôm nay thì họ đã trở lại mua dòng rồi mặc dù là có bán ở trong phiên buổi sáng nhưng mà đến phiên buổi chiều thì gần như là có cân ngược trở lại với tự doanh thì giai đoạn này thì cũng có bán một chút về những cái nhóm ngành mà tăng giảm ảnh hưởng tới điểm số trong ngày hôm nay thì ở chiều tăng được hỗ trợ từ nhóm truyền thông này hóa chất bất động sản y tế công nghệ thông tin rồi nhóm cổ phiếu chứng khoán xây dựng và vật liệu xây dựng À, viễn thông hàng và dịch vụ công nghiệp à, ngân hàng rồi thép hàng cá nhân và gia dụng nhóm cổ phiếu ảnh hưởng ở chiều giảm thì có dầu khí bảo hiểm ô tô và phổ tổng du lịch và giải trí này bán lẻ rồi điện nước xăng dầu khí đốt à, thực phẩm và đồ uống thế còn là quan trọng nhất là chúng ta đầu tư chứng khoán này thì à, vẫn là những cái cổ phiếu mà chúng ta đang nắm giữ trong danh mục thì ở đây thì hôm nay à, xét về những cái tín hiệu mua bán công nhận thấy là cũng có một số những cái cảnh báo về cái chiều mua bán để cũng view để anh chị có thể tham khảo thì đầu tiên nhất là cổ phiếu AS này trong nhóm chứng khoán thì hôm nay nó cảnh báo về những cái tín hiệu mua ngắn hạn tiếp đến là C4G đang có cảnh báo về những cái tín hiệu mua ngắn hạn ở đây thì nó cũng đang nền giá tích lũy rất là đẹp rồi có những cái cơ hội để mà chuyển sang tăng theo xu hướng cũng như là sẽ có dễ có những cái tín hiệu về trung hạn thì những cái cổ phiếu như AS này, rồi cổ phiếu c 4 g thì anh chị nào mà quan tâm thì nên chú ý về cái mặt điểm mua. Cổ phiếu DVM này thì về ngắn hạn thì có điểm mua nhưng mà chưa dễ tạo những cái tín hiệu theo xu hướng, nó cần thêm khoảng 2 tuần nữa thì cổ phiếu này có thể là kỳ vọng là nó bước vào xu hướng tăng. Nên là ở đây là hiện tại tuy là có tín hiệu ngắn hạn, chúng ta cho vào clip quan sát để chờ đợi thêm ở tín hiệu vào giai đoạn sau. HDC có những cái tín hiệu ngắn hạn hồi phục thôi, còn để mà tạo cái xu hướng tăng thì hiện tại nó chưa chưa dễ tạo được xu hướng tăng thì đây là thời điểm này nó xoay quay tích lũy thêm một khoảng thời gian nữa thì khi đó chúng ta quan sát điểm mua sau. Ở đây thì nền giá thì nó cũng đang có chiều hướng cần phải có bất khỏi cái nền giá này, nhất là quanh những cái vùng giá khoảng rồi đấy là tầm trên 32.05 điểm, thì khi đó thì bắt đầu mới có kỳ vọng một cái quá trình hồi phục ngắn được. Tiếp đến là những cái cổ phiếu khác như IDG. Hôm nay thì cũng đang có cảnh báo về những cái tín hiệu về cái mặt điểm mua ngắn hạn cũng như là nó đang chuẩn bị có những cái tín hiệu mua theo xu hướng và cũng là chuẩn bị có những cái tín hiệu bắt đáy về trung hạn với cổ phiếu IDG này. LG có tín hiệu ngắn và đang có tín hiệu cả về xu hướng cả về những cái tín hiệu bắt đáy về trung hạn cổ phiếu MST này thì hiện tại thì nó đang tiếp diễn xu hướng thôi cái điểm mua này thì hạn chế tham gia thế còn những cái điểm mua đẹp hơn để công nhận sẽ lưu ý điển hình như là những cái cổ phiếu LIG hay là C4G AS này IDG những cái điểm mua đẹp hơn NHA cũng là một cổ phiếu mà trong ngày hôm nay có điểm mua khá là đẹp PAT thì hiện tại mới có điểm mua ngắn hạn thôi cổ phiếu này thì cũng có thể kỳ vọng về trung hạn nhưng chúng ta nên chờ thêm đây là cái nền giá thì cũng hơi rộng chúng ta thấy là khi mà nền rộng này nó sẽ có chiều hướng xoay quay tiếp và sau đó thì bắt đầu là những cái tín hiệu sau thì sẽ đẹp hơn cổ phiếu VGE thì hôm nay là nó có tín hiệu mua theo xu hướng rồi SBS hôm nay thì cũng đang có tín hiệu mà điểm mua theo xu hướng và nó có những cái dòng tiền vào hôm nay đồng thời những cái tín hiệu ở đây là nó đang có chiều hướng là kỳ vọng luôn cả về những cái tín hiệu trung hạn thì với những cái vùng giá như này cũng là một cái điểm mà mua khá là đẹp với cổ phiếu SBS này TCD thì hôm nay có điểm mua theo xu hướng tiếp diễn xu hướng thì còn là về cái điểm mua hôm trước ấy, thì trong ngắn hạn thì nó có những cái điểm mua mà à, vừa là kỳ vọng về trung hạn quanh những cái vùng giá 7.5 cổ phiếu EVF hôm nay thì có tín hiệu tiếp diễn xu hướng này nhưng với cổ phiếu này anh chị chú ý là nó đang test trở lại cái vùng đỉnh và nếu mà trường hợp mà nó À, với những cái thanh khoản lớn như này mà hôm nay nó không tăng mạnh được thì rất dễ là trong cái thời điểm này phần lớn những cái vùng đỉnh anh chị có thể thấy là thanh khoản giao dịch cũng khá là nhiều nhưng mà sau đó thì cổ phiếu giảm điểm như vậy là trong cái vùng này thì nó cũng đang có những cái chiều hướng là à, rất dễ là tạo những cái vùng đỉnh về trung hạn khi mà nó đã tăng một cái chân sóng về trung hạn khá là mạnh rồi KDC cũng là cổ phiếu mà có điểm mua ở trong ngắn hạn điểm mua này thì cũng có thể là bỏ qua thì đó là những cái cổ phiếu mà có những cái tín hiệu mua bán ở trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì còn về thị trường ở đây thì anh chị chú ý là cái quá trình rung lắc nó diễn ra hai tuần chúng ta cần kiên nhẫn nắm giữ với cổ phiếu với những cái kỳ vọng trung hạn để mà chúng ta à, kỳ vọng với cái trend trung hạn này sẽ là một cái trend sóng tạo được những cái trend sóng dài và khi mà tạo được trend sóng dài rồi thì ở đây thì hiện tại thì với thị trường nó cũng đang chuẩn bị tạo được những cái trend sóng về dài hạn rồi và à, tín hiệu sớm của xu hướng về dài hạn thì nó vẫn đang à, có những cái tín hiệu sớm về cái chiều tăng rồi và đã tăng thì vẫn đang tiếp diễn có thể là quay trở lại rung đắc giảm trong ngắn hạn nhưng mà về chung dài hạn nó vẫn đang thiên hướng là xu hướng tăng đó chính là những cái thời điểm mà chúng ta cần phải hết sức kiên nhẫn để chúng ta gồng theo trend trung hạn vì thường khởi đầu cái trend sóng về Eh, trung hạn dài hạn thì nó thường nó yếu nhưng mà khi mà tăng điểm lên đến giai đoạn sau này ổn định xu hướng rồi thì khi đó là lúc mà thị trường có nhiều cổ phiếu sẽ bước vào những cái phiên mà tăng trần liên tiếp đó chính là những cái thời điểm mà chúng ta sẽ hưởng thành quả Thế còn bây giờ thì nó chưa phải là những cái thời điểm mà tăng có những cái cổ phiếu tăng trần liên tiếp nó thường tăng trần liên tiếp thì ở đây thì lướt qua một chút để anh chị có thể biết được ví dụ như là trong cái giai đoạn trước đây nhóm cổ phiếu về chứng khoán đã có một cái sóng FOMO ở trong ngắn hạn này thì cái thời điểm mà tăng điểm ở trên này thì thường nó diễn ra cũng khá là nhanh và mạnh đó là những cái thời điểm mà uh, cái kỳ vọng của chúng ta về cái quá trình tăng giá của cổ phiếu thì thường là ví dụ so với cả những cái vùng chân sóng này thì nó cũng phải tăng đâu đấy là 20 đến 30 phần trăm thậm chí cả trăm phần trăm thì khi đó mới có những cái trạng thái mất cân bằng giá cả trong trung hạn nữa thì khi đó thì nó mới dễ là quay trở lại giảm điểm thế còn là một cái trạng thái khác mà giả sử như nó quay trở lại nó giảm trừ khi mà gặp những cái thông tin vĩ mô tác động khá là xấu thì hiện tại thì thị trường thì nó cũng đang đi đúng xu hướng thôi thông tin vĩ mô thì hiện tại thì cũng chưa có gì cả Thế là có những cái thông tin à, à, bây giờ là về những cái quá trình như là phép hạn lãi suất chẳng hạn thì à, khi đó thì cũng sẽ có chiều hướng là hỗ trợ thị trường là tăng điểm tiếp thôi đó là view ngắn ở trong video để anh chị chúng ta chủ yếu nắm bắt được về Những cái cổ phiếu, những cái cơ hội để mà tham gia mua bán Nên Bây giờ Công nhận sẽ à, lướt qua thêm một chút xem Những cái cổ phiếu mà nó đang có những cái tín hiệu à, à, kỳ vọng hơn ở à, Trong những cái vùng giá, trong trung hạn mà có điểm mua thì sẽ lưu ý với anh chị Ở đây thì có Lovaland thì đang quanh điểm mua này, 17.5 này Tiếp đến là cổ phiếu KDH thì à, này có vẻ nó tăng lên này hơi lỡ một điểm một chút rồi nhưng mà cũng đang gọi là quay những cái vùng giá mua SCG này giá hôm nay là đang trong vùng giá mua rồi cổ phiếu KHG chú ý phiên hôm sau có điểm mua thì tham gia luôn hôm nay thì gần như là nó có điểm mua ngắn rồi về cái điểm mua theo xu hướng thì à, có thể ngay trong phiên hôm sau là sẽ có hiện tại thì với cổ phiếu KHG này cũng là trong uh, cổ phiếu chú ý tham gia về mặt điểm mua ngoài ra còn NHA đang trong tín hiệu mua rồi cổ phiếu AT này đang trong tín hiệu mua CSC trong vùng giá có tín hiệu mua này ở đây thì có cổ phiếu OI này hôm nay thì anh chị cũng chú ý xem xét về cái mặt điểm mua với cổ phiếu này TNH ở đây vẫn còn đang trong cái vùng giá mà cần chú ý mua ở đây ngoài ra thì có LSS cũng là cổ phiếu đang chú ý trong vùng mua. NIF cũng chú ý trong vùng mua. Những cái cổ phiếu ở trong cái nhóm cổ phiếu thủy sản thì có ALV rồi CMX cũng đang trong cái vùng mua này. BCC phiên sau giảm điểm là sẽ là vùng mua. FCL có đang giảm điểm nhưng vẫn đang trong vùng giá còn tham gia được. KVC thì cũng đang trong cái vùng giá có thể tham gia mua. ITA rồi cổ phiếu TP này mà có rung đắc giảm thì cũng là trong vùng mua thì vẫn là những cái cổ phiếu mà có thể trong buổi livestream và trong những cái video ở trong hôm qua thì cũng nghiệp đã view rồi nhưng mà vẫn view lại để anh chị chú ý là hiện tại nó còn trong vùng mua thì chúng ta còn xem xét để tham gia trước khi mà nó tăng mạnh lên rồi khi những cái cổ phiếu mà tăng mạnh lên mà xa điểm mua rồi ví dụ như ở đây là có những cái cổ phiếu như là GL này thì nó xa điểm mua hay là những cái cổ phiếu như ba con A này chẳng hạn hay là nhiều cổ phiếu khác nó xa điểm mua rồi thì công nhận sẽ không view trở lại nữa mà chủ yếu là để xem xét về cái chiều bán Lời hy vọng rằng với những cái video này sẽ giúp anh chị chúng ta có được những cái cơ hội tham gia mua với cổ phiếu cũng như là chúng ta nhận biết cái rủi ro để mà thoát ra với cổ phiếu tùy thuộc vào những cái chiến lược đầu tư ngắn hạn rồi thì với những cái chiến lược theo xu hướng hoặc là chung dài hạn anh chị chúng ta thấy hữu ích thì có thể ủng hộ công nhận những cái lượt like những cái lượt đăng ký kênh hoặc là comment thả tim vào phần bên dưới thế còn anh chị nào mà chúng ta đang đi tìm người hỗ trợ để mà chúng ta đầu tư tốt hơn dựa trên những cái phương pháp mà nhất quán đã được bách test rồi anh chị có thể liên hệ với công nhận số điện thoại trên màn hình để chúng ta có thể có cơ hội làm việc với nhau trong cái quá trình đầu tư này công mà xin chào và gặp lại anh chị bạn trong những cái buổi livestream và trong những cái video tiếp theo